Bây giờ thì chúng ta sẽ dành thời gian để cùng nhau nhìn lại điện ảnh Việt Nam trong năm 2022 như thế nào. Thì như thường lệ, những gương mặt rất là quen thuộc của khung hình thứ 25 cùng nhau ngồi đây để có thể là chia sẻ những cái góc nhìn đa dạng cho các thính giả đang nghe chương trình. Thì bên cạnh Kim Thanh và Huỳnh Đắc Thọ thì còn có Nguyễn Mỹ Trang, có Trần Xuân Phúc cũng như là Dương Thanh Vân. Trước khi thực hiện chuyên đề thì Kim Thanh cũng đã làm một cái list là năm 2022 thì chúng ta có tổng cộng 39 tác phẩm ra rạp. Nhưng mà thôi, mình sẽ bỏ cái Sky Tour của Sơn Tùng MTP ra, còn 38, tại vì Sky Tour là chiếu lại. Và em và Trịnh và Trịnh Công Sơn thì có lẽ là chúng ta cũng nên gộp thành một tác phẩm thôi, mọi người nghĩ như thế nào ha? Thì coi như là còn 38. Còn với Trạng Tí thì mọi người có tính là tác phẩm mới của năm 2022 hay không? Không, em không tin. Em cũng nghĩ em là mặc định nó là của lại. Năm cũ. Như vậy thì chúng ta coi như là có 37 tác phẩm mới hoàn toàn ra rạp trong năm 2022 này. Về nhìn tổng thể mặt bằng điện ảnh thì nhà mình đánh giá như thế nào ha? Một năm rất là đáng nhớ của điện ảnh Việt, bởi vì nó có rất là nhiều thứ thay đổi, mà thấy rõ nhất chắc chắn là chất lượng phim và doanh thu. Nếu như là khoảng năm 2019, mình sẽ thấy là cái việc mà phim có mấy phim được 100 tỷ mình thấy cũng dễ, mà bởi vì nhiều phim được như vậy, nhưng mà rất là hiếm, gần như là chỉ có một phim thôi, mới chỉ có một phim duy nhất là Em và Trịnh. Và chất lượng thì những cái phim mà chỉ nói tính là xem khá xem được thì là cũng đã đếm ở trên đầu ngón tay rồi. Còn lại là một cái quãng thời gian rất là dài, liên tục có những cái phim vừa là phim xả kho của nhiều năm trước mà cái chất lượng nó cũng rất là tệ, và những cái phim mà cũng không biết từ đâu ra cũng là chất lượng rất tệ. Cho nên là đặc biệt năm nay là cái chủ đề về phim Việt ở trên mạng xã hội, đặc biệt trong các group bàn về phim, nó trở thành một cái thứ gì đó giống như là thuốc độc, là cái gì không nên đụng vào. Càng đến cuối năm thì ở trên những cái group, những cái chủ đề về phim Việt á, sẽ thấy mọi người anti phim Việt một cách rất là mạnh mẽ, và còn kêu nhau đưa ra những cái lời khuyên là hãy trân trọng đồng tiền của mình, đừng đi xem phim Việt. Là tuy là việc anti phim Việt nhiều năm trước cũng có, nhưng năm nay là thấy nó rất rõ ràng, và rõ ràng nó đang tác động một cách có thật đến ngành phim. Đối với tôi thì nhìn thấy rõ sự khác biệt khi mà phim chiếu rạp trước dịch và sau dịch. Tất nhiên thì chúng ta cũng có một phần nào đó may mắn khi mà rõ ràng là chính sách của việc mở cửa thì mọi thứ đến nhanh hơn, và cái việc trở lại bình thường nhanh hơn ấy đã từng gieo lên một cái niềm tin rằng là có thể điện ảnh Việt Nam sẽ phục hồi nhanh hơn các nước trong khu vực. Thế nhưng mà tình hình thực tế thì không có diễn ra như vậy. Tuy nhiên, từ góc độ của một người quan sát và cũng có liên quan tới một số phim Việt mà ra đấu trường quốc tế, cũng như là có cái từ khóa là hợp tác quốc tế, thì vẫn có những tín hiệu tương đối đáng mừng khi mà mình nhận thấy rằng là phim Việt thì không chỉ có cái việc mà làm thế nào để thu hút khán giả ở phòng vé trong nước, mà cũng có những cái tín hiệu đáng mừng, có những giải thưởng tương đối quan trọng. Mặc dù đấy là những liên hoan phim không phải là hạng nhất như là Cannes, Venice, nhưng mà sự xuất hiện của Cho Tàn Rực Rỡ tại liên hoan phim quốc tế Tokyo, hay là giải thưởng Khí Khí Hậu Vàng ở liên hoan phim Ba Lục Địa, hay là sự xuất hiện của đại diện Việt Nam tại liên hoan phim Busan, một liên hoan phim hàng đầu châu Á sau rất là nhiều những cái thời gian vật lộn, thì tất cả những điều đó là một cái tín hiệu đáng mừng. Rồi là khi mà tôi đi qua những chợ dự án thì những dự án của đạo diễn Nguyễn Phương Anh hay là đạo diễn Phạm Ngọc Lân, Cu Ly Không Khóc thì đều có những giải thưởng và sẽ tiếp tục làm những cái dự án mà sẽ hợp tác quốc tế có rất nhiều bên tham gia, Singapore hay là Pháp. Tức là mình nhìn thấy rằng là cái triển vọng để mà điện ảnh Việt Nam vươn ra thế giới với những giải thưởng, tất nhiên là khi mà được giải thưởng rồi là về chinh phục khán giả trong nước nó là một câu chuyện khác. Và bản thân tôi thì cũng đã tham dự một lớp học sản xuất để mà thấy rằng là giá trị của việc đồng sản xuất, của việc hợp tác quốc tế nghe thì có vẻ là hơi mệt mỏi, hoặc là có thể dễ dán được cái mác cho một bộ phim mà khó xem, nhưng mà đồng thời nó cũng thấy rằng là rõ ràng là những người làm phim đang khao khát tìm những cơ hội để kết nối với nhau, để mà hiểu rằng là chinh phục khán giả hay là chinh phục ban giám khảo không phải là một câu chuyện mà một nền điện ảnh đơn lẻ hay là một người nghệ sĩ sáng tạo
dù giàu có, dù xuất thân trong một gia đình giàu có thì điều đó nó không dễ dàng nữa. Nó phải là một sự chung tay của rất là nhiều những người mà có chuyên môn, có tầm nhìn trong cả quy trình sản xuất cũng như là quy trình tiếp cận thị trường. Và đấy là cái điểm mà sáng mà tôi thấy là có thể khiến cho mình tự tin hơn và mình có cái niềm vui hơn ngoài cái chuyện mà đếm doanh thu của điện ảnh trong nước. À, là một người làm trong nghề điện ảnh trực tiếp va chạm với những tác phẩm ra rạp vào năm 2022, thì như mọi người nãy giờ chia sẻ rồi thì mình cũng xin nói ngắn gọn thôi là 2022 là một năm thất thu của phim Việt, thất thu về chất lượng lẫn số lượng luôn, và một cái tình trạng rất đáng báo động hơn nữa chính là chúng ta đang có thêm rất là nhiều người bước vào nghề phim với một cái tâm thế làm cho vui, hoặc là chỉ làm với mục đích làm rất sơ sài và gần như là thiếu kiến thức cơ bản về điện ảnh luôn, và không nhận biết được đâu là điện ảnh, đâu là web series hay là đâu là phim tốt nghiệp, vì chúng ta có nhiều cái sản phẩm mà chất lượng thậm chí là web series còn phải cân nhắc nó có tốt hay không, nó chỉ là điện ảnh. Nên thành ra là đây là một cái năm rất đáng báo động của phim Việt. Còn về doanh thu thì thôi nãy mọi người nói hết trơn rồi, mình cũng không nói lại là buồn thêm. Trong năm 2021 gần như là chúng ta phải sống trong hoàn cảnh là giãn cách gần như nửa năm trời và gần như là không có một cái hoạt động gì cả. Thì thật ra Vân nghĩ là để đến năm 2022 có phim hay coi là điều không có dễ chút nào. Thì ít ra thật ra Vân thấy rằng là trong năm 2022 chúng ta vẫn có một vài phim có điểm sáng. Thì có thể là những phim đó đã được quay từ trước đó rồi và chỉ còn chờ đến ngày được ra thôi, chứ gần như là những phim được quay trong năm 2021 là gần như là rất là ít, rất là hiếm. Cho nên là thật ra trong năm 2022 Vân nghĩ là mong đợi có phim hay là một điều rất là xa xỉ. Các nhà sản xuất mà người ta có phim đã được chiếu rạp thì Vân thấy là cũng đã mừng cho họ rồi, bởi vì ít ra cuối cùng phim họ cũng được ra rạp. Còn cái chuyện mà thắng thua gì đó thì cái đó là duyên số. Không có biết được là phim nào sẽ thắng, phim nào sẽ thua. Nhưng ít ra phim làm xong đã được ra rạp rồi, chứ còn không là cứ phải để kho hoài, không biết đến chừng nào ra rạp thì nó còn đau buồn hơn. Thì đối với Vân là trong năm 2022 cũng có một phim Vân coi Vân rất là thích. Thì ít ra rằng dù là chúng ta đã trải qua một cái đợt dịch đầy khó khăn nhưng vẫn có phim hay để vẫn còn có phim hay để chúng ta coi, thì đó là cũng là một sự may mắn. Bổ sung ý của chị Vân xíu là đồng ý về những cái mà chị Vân nói, nhưng mà ngoại trừ bên cạnh đó thì hiểu cái tâm lý của những nhà phát hành đó, họ cảm thấy quá thiếu, thế là họ chấp nhận phát hành rất nhiều những cái phim mà vốn là nó không có đủ cái chất lượng để mà ra rạp. Thì chính cái việc đó nó đã góp phần vào trong cái tâm lý của người xem chung, khi mà cái số lần mà người ta xem phải những bộ phim nó quá tệ, nó quá nhiều và nó liên tục, rồi người ta thành ra một cái tâm lý chung. Thì em nghĩ là những nhà phát hành cũng nên nghiêm túc nhìn nhận lại cái sự việc đó, bởi vì nếu mà nó cứ kéo dài như vậy là nó sẽ là một cái chết chung trong cái ngành. Thì đúng là người ta nhìn thấy vô giờ nghe cái phim Việt, nhất là phim sát sống, chắc người ta đã là bỏ hoảng sợ và bỏ chạy hết rồi. Có điều mình cũng muốn bổ sung là có những sự thất vọng khi mà chứng kiến những sự trở lại của những người mà đã có những cái thành tựu điện ảnh trước đó. Ví dụ như là anh Lê Văn Kiệt với Bóng Đè, hay là anh Lưu Huỳnh với Người Tình, hay là cả anh Dũng đối với Phát Đạn Của Kẻ Điên ấy, thì cái sự trở lại của các anh ấy lần này làm tôi thất vọng. Thì đấy chính là cái điều mà đau khổ nhất. Thực ra không đau khổ vì quá nhiều phim rác, bởi vì mình vẫn nghĩ là phim rác nó có thể là do sự tồn kho hoặc là do từ web drama trở thành. Nhưng mà điều đau khổ chính là việc có những tên tuổi đã từng tạo ra sự tin tưởng, hoặc là ít nhất là có sự bảo chứng, thì cái sự tái xuất của họ lại gây thất vọng. Trong một cái tổng thể về một cái bức tranh có gam màu tối của điện ảnh Việt Nam 2022 thì chúng ta cũng phải nói có những cái yếu tố khách quan nó tác động vào. Ví dụ như là việc phim mà thất thu phòng vé không phải chỉ là tình trạng riêng của Việt Nam mà của cả thế giới. Bởi vì sau dịch thì cái thói quen mà đi ra rạp xem phim mọi người đã thay đổi rất nhiều. Bây giờ chúng ta có quá nhiều ứng dụng để xem phim ở trên đó rồi, thì việc mọi người lựa chọn những cái bộ phim nào đối với họ là đáng đồng tiền bát gạo để họ mua vé thì họ mới chịu mua là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là những cái năm cũng liên quan đến Covid thì nó tạo cho người ta cái sự khó khăn về mặt tài chính, và càng về cuối năm thì cái điều đó nó càng lộ rõ về cái bức tranh kinh tế, nó còn nhiều cái yếu tố tác động đến đời sống của người ta và người ta bắt buộc phải chắt bóp chi tiêu. Cho nên những cái bộ phim mà khiến người ta ra rạp, một
là phải giải trí hài hước nhẹ nhàng để thư giãn. Thứ hai là những cái bộ phim bom tấn để người ta cảm giác là chắc chắn kiểu gì những cái bộ phim đó nó cũng sẽ hay. Đó, thành ra thì tất cả những cái điều đó nó ảnh hưởng đến tổng thể toàn bộ về doanh số cũng như là tất cả các yếu tố khác của điện ảnh Việt năm 2022. Nhưng mà với mọi người thì có thể chia sẻ là bên cạnh những cái điều Mỹ Trang vừa đề cập về những cái điểm sáng liên quan đến việc hợp tác quốc tế, liên quan đến việc điện ảnh Việt Nam cũng có những cái dấu ấn nhất định ở thị trường quốc tế, thì còn có những cái điểm sáng nào, ví dụ như là những nhân tố mới nào ở khía cạnh làm nghề? Ở khía cạnh làm nghề thì nhìn thấy là cái vai trò của những nữ đạo diễn hay là những người mà làm sáng tạo nòng cốt mà là nữ á, thì vẫn thấy rằng rõ ràng là nền điện ảnh của chúng ta, ngoài chuyện mà trông cậy vào sự tỏa sáng của các nữ ngôi sao, thì những người mà đạo diễn nữ cũng làm những cái tên triển vọng, tiêu biểu là đối với Bẫy Ngọt Ngào, Sự Trào Sân của Đinh Hà Yên Thư. Dù thế này thế kia nhưng mà rõ ràng tại thời điểm đó thì cái câu chuyện rất là drama và cái đề tài cũng rất là thời thượng. Cũng một phần là cũng may mắn và Bẫy Ngọt Ngào có thời gian công chiếu khá là lâu, và chính vì vậy đẩy doanh thu của bộ phim và cũng là một dấu ấn của nữ đạo diễn, một người mà chuyên làm chủ trị các MV về đó, và về mặt tay nghề thì tôi cũng đánh giá rất là cao. Sự thành công của Đêm Tối Rực Rỡ trong vai trò là nữ diễn viên chính, nhà sản xuất và biên kịch, thì Nhã Uyên đã có một phần thể hiện rất là xuất sắc câu chuyện của Đêm Tối Rực Rỡ từ trải nghiệm cá nhân của cô ấy, và cái cách mà cô ấy làm việc cùng với đạo diễn vượt qua rất là nhiều khó khăn trong việc mà kêu gọi đoàn làm sản xuất, rồi cũng có những chiến thuật để mà đi tham dự những liên hoan phim quốc tế, dù không phải là liên hoan phim quốc tế rất danh giá, nhưng mà cái quá trình để làm bộ phim độc lập đấy thì mình thấy được cái vai trò của những người phụ nữ dấn thân vào một ngành nghề khó khăn, hay là ngay cả hành trình. Đối với Mười thì chị ấy trước là một nhà sản xuất, và cái việc mà chị ấy trở thành đạo diễn của bộ phim đó cũng là một cái hoàn cảnh bất đắc dĩ. Nhưng mà tôi thì tôi không có được trực tiếp xem Mười, nhưng mà với những cái phản hồi thì tôi thấy đây là cũng là một bộ phim có những cái phần về mặt kỹ thuật, về phần production value, về giá trị sản xuất cũng có sự đầu tư, và tôi đặt cái niềm tin cũng như là sự cổ vũ dành cho những nữ nhân vật tham gia nền điện ảnh. Và chúng ta còn có một nữ đạo diễn làm phim tài liệu vô cùng xuất sắc, đấy là Hà Lệ Diễm. Đây là một cô gái mà tôi muốn giới thiệu mọi người, bởi vì khi mà cùng có những hoạt động tại TPD, Trung tâm Phát triển Điện ảnh Trẻ của Hội Điện ảnh, thì Diễm là một cô gái mà học ngành báo chí, và bạn ấy bước vào ngành làm phim tài liệu với mong muốn là tìm một cái cách kể chuyện khác. Phải nói là một cô gái rất là kiên cường theo đuổi một cái hành trình về phong tục tảo hôn, cướp dâu của cộng đồng người Hơ Mông. Và trong suốt cái quá trình làm phim theo đuổi câu chuyện đấy, rất là khác với cách làm của chị Nguyễn Thị Thắm đối với chuyến đi cuối cùng của chị Phượng Phụng. Là một hành trình cũng dài nhưng mà bi kịch. Còn hành trình của Diễm, mặc dù nó có những kịch tính và nó có những cái nỗi buồn, nhưng mà nếu mà xem bộ phim đó và đứng nghe cái quá trình cái câu chuyện đó thì mọi người sẽ thấy là cái sự lạc quan và cái việc mà dấn thân cũng như là hòa mình vào câu chuyện của nhân vật, nhưng mà đồng thời không bi lụy hóa nó và nhìn nó với một góc độ vừa gọi là phân tách về nhân chủng học, hay là nhìn với góc độ vừa kể chuyện báo chí nhưng mà cũng đồng thời đồng cảm của những bạn người bạn bè cùng trang lứa. Và đây là bộ phim mà đã được vào danh sách rút gọn của 15 phim tài liệu của giải Oscar năm nay. Thì những nhân tố và đặc biệt là vai trò của nữ giới ở trong điện ảnh là một tín hiệu đáng mừng. Và ở trong khu vực phải nói rằng là ở Việt Nam đang là một trong những quốc gia mà có rất là nhiều những nữ đạo diễn, mặc dù có thể là không xuất thân hoặc là không được đào tạo bài bản về điện ảnh ngay từ đầu, nhưng có sự đam mê. Hoặc là một cô gái nữa cũng được giải thưởng với Gói Cuốn, một bộ phim stop motion tại giải thưởng bên lề của cuộc Cannes năm nay. Thì đó cũng là những tín hiệu rất là đáng khích lệ. Ở góc độ diễn viên thì Kim Thanh ghi nhận cũng có khá nhiều nhân tố mới và tiềm năng. Ví dụ như là từ Rừng Thế Mạng đi, và Em và Trịnh đã tạo ra một số lượng diễn viên khá là tiềm năng, và Kim Thanh nghĩ rằng là trong thời gian tới những bạn này sẽ có cơ hội phát huy tốt hơn trong thời gian sắp tới. Và ngay kể cả Mười đi, chúng ta cũng biết thêm được Rima Thanh Vi, hay là bây giờ là có Đồng Ánh Quỳnh. Nếu mà điện ảnh phát triển tốt hơn với những cái dự án tốt thì Kim Thanh tin rằng là những nhân tố này cũng sẽ phát huy được cái vai trò của mình.
sau khi mà nhìn lại điện ảnh Việt 2022 thì chúng tôi quyết định là sẽ như mọi năm chúng ta sẽ làm một cái top phim hay và top phim dở nhất của năm 2022. Thì rất là tiếc là năm ngoái cái chất lượng phim của chúng ta không được tốt lắm, cho nên là cuối cùng là không thể có top 10 phim hay mà chỉ dừng lại ở top 5 thôi. Top 5, cả 5 thành viên đều đồng ý với nhau là các bộ phim Đêm Tới Rực Rỡ, Em Và Trịnh, Bảy Ngọt Ngào, Cô Gái Từ Quá Khứ và Thanh Sói. Thì có lẽ là chúng ta sẽ mỗi người chia sẻ về một phim đi, để cho các thính giả cũng biết sơ là vì sao mình nghĩ đó là top 5 phim tốt. Thì bây giờ Đêm Tới Rực Rỡ, ai ý kiến nè? Mới đầu cái bộ phim Đêm Tối Rực Rỡ này mình nhìn vô cái poster mình khá là ấn tượng về cái design của nó, nhìn nó rất là thích. Chỉ có điều là nhìn vô dàn diễn viên không thấy quen thuộc lắm. Có diễn viên thì mình biết là cũng từng đóng phim này phim kia, nhưng còn nhiều diễn viên còn lại lạ quá. Cái xong rồi mình nghĩ vậy có nên đi coi phim này không, mà một bộ phim về đám tang nữa, cái chủ đề nghe nó không có một cái hứng thú gì cả, cộng thêm không có diễn viên nổi tiếng, không có một cái gì để có thể thu hút mình hết. Sau đó mình nghe ngóng thì mình mới chờ coi là mọi người đi coi phim về nó thế nào, thì đa phần đi coi về khen rất là nhiều. Thế là thôi, mình quyết định là mình sẽ đi coi thử xem sao. Thì khi mà mình đi coi rồi thì mình cảm thấy thật là bất ngờ, bởi vì là không ngờ có một bộ phim độc lập mà làm tốt đến như vậy. Đến lúc đó mình mới biết là câu chuyện của phim đó nó là câu chuyện chỉ xảy ra trong một buổi tối. Và mình cực kỳ thích những bộ phim mà nó có những cái dạng như là làm mà câu chuyện xảy ra trong một buổi tối. Tại vì hồi xưa mình coi phim của Đỗ Kỳ Phong, mình coi phim PTU á, mình mê lắm. Thực sự rất là mê những cái phim mà câu chuyện chỉ xảy ra trong một buổi tối. Bởi vì mà để làm một cái phim mà câu chuyện xảy ra trong một buổi tối như vậy thì kịch bản phải cực kỳ tốt, rất tốt mới làm được như thế. Và mình công nhận rằng kịch bản của Đêm Tối Rực Rỡ là mình cảm thấy rất là hứng thú. Mặc dù dĩ nhiên nó vẫn có một số cái nó đối với mình không hẳn là sạc, nhưng mà có một số cái nó đang cao trào, cái xong mình hơi tụt mút một chút. Nhưng mà nhìn chung tổng thể là rất là tuyệt vời. Và đó là bộ phim mà mình thấy là điểm sáng nhất của điện ảnh Việt Nam trong năm 2022. Giống như là chỉ cần hỏi mình trong năm 2022 phim nào mà mình thích nhất, mình nói đó là Đêm Tối Rực Rỡ. Và mình cũng ngạc nhiên bộ phim này là một đạo diễn người nước ngoài. Mặc dù là anh lấy vợ Việt Nam, anh sinh sống ở Việt Nam rất là lâu. Nếu thật sự các bạn có một số phim Việt Nam sẽ thấy anh đóng những cái vai cameo nhỏ nhỏ rất là vui. Thì mình mới thấy rằng đây là một nhà làm phim mà mình nghĩ chắc cũng rất là yêu thích Việt Nam mới có thể làm một bộ phim với một cái đề tài thiên về văn hóa Việt Nam mà làm được đến như vậy. Thì mình cũng rất là mong đợi bộ phim này có thể là đại diện Việt Nam tham dự nhiều liên hoan phim hơn nữa, hoặc là sẽ giành được giải thưởng gì đó, bởi vì mình thấy bộ phim này nó xứng đáng như vậy. Thì nếu như mà bạn nào mà lỡ dịp vừa rồi không thể kịp coi phim đó ở rạp thì có thể coi trên ở Galaxy Play, thì bộ phim hình như đã có lên Galaxy Play rồi. Tiếp theo thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng nhìn lại một tác phẩm mà Kim Thanh nghĩ rằng là phải rất là lâu chúng ta mới có một cái tác phẩm lớn đến như vậy ra rạp, đó là Em Và Trịnh. Vâng, Em Và Trịnh mặc dù có những tranh cãi này kia, nhưng mà đối với tôi và cũng rất là nhiều khán giả thì đây là một sự kiện điện ảnh thực sự của điện ảnh Việt Nam 2022. Và nhìn vào quá trình sản xuất của ekip khi mà dám đương đầu với thách thức làm sống lại về một nhân vật trái với Đêm Tối Rực Rỡ, khi mọi câu chuyện thì diễn ra trong một bối cảnh hẹp và chỉ trong một thời gian khoảng 24 tiếng, Em Và Trịnh trải dài qua một cuộc đời trải qua rất là nhiều biến động của chiến trận, của thời cuộc, và với số lượng nhân vật rất là nhiều thì ngoài những đóng góp về sự dấn thân với một đề tài khó và với tham vọng của nhà sản xuất cũng như nhà phát hành là tạo ra một tác phẩm điện ảnh quy tụ rất là nhiều những gương mặt mới, việc phát hiện ra những gương mặt mới rồi làm sống lại những ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và tìm một lối kể để mà đề cập tới những sự kiện và có rất là nhiều những vấn đề nhạy cảm tại thời điểm đó, thì đây thực sự đối với tôi là một sự dấn thân của người làm phim. Bởi vì tại sao khi mà Em Và Trịnh ra rạp lại tạo ra một hiệu ứng, tạo ra một sự tranh cãi rất là lớn ở trên mạng cũng như những cộng đồng làm nội dung, thì điều đó cho thấy rằng là người làm điện ảnh ngoài kể những câu chuyện thật kỹ, những câu chuyện nhỏ xinh thì phải có một tham vọng, bởi vì điện ảnh ngoài là ngành nghệ thuật ra thì thực ra nó là một ngành công nghiệp. Và một ngành công nghiệp thì cần có những sự đầu tư, có những chiến lược làm thế nào để tạo ra nhiều công ăn việc làm cũng như tạo cho nhiều cơ hội để mà chúng ta không chỉ làm xong dự thi
đời đó, mà nó sẽ là một cái sự kiện văn hóa để mỗi khi mà mình cần để nhắc tới hoặc là để giới thiệu cho bạn bè thế giới, hay để một cái dịp nữa được xem lại. Thì hiện nay thì em và Trịnh hay là bộ phim Song Sinh Cùng Thời là Trịnh Công Sơn thì cũng đã có trên Galaxy Play. Tức là cái cách để mà nhân vật, sự kiện điện ảnh kết nối với người xem ở trên mọi nền tảng, trên mọi kênh. Đúng là bộ phim có rất là nhiều tranh cãi và đội ngũ sản xuất cũng phải đối diện với rất là nhiều vấn đề, bao gồm cả những tranh cãi về mặt bản quyền, bao gồm cả những việc mà những nhân vật còn sống có liên quan đến câu chuyện không đồng ý với cách kể. Và tôi cũng theo dõi rất là kỹ những diễn biến xung quanh em và Trịnh từ quá trình mà thực hiện bộ phim, cũng như là sau đó nhà sản xuất phát hành như thế nào, làm chiến dịch truyền thông ra sao. Bởi vì làm chiến dịch truyền thông cho một bộ phim mà có đề tài và nhân vật tương đối nghiêm túc như vậy, để mà có thể viral, để mà có thể thu hút được đối tượng khán giả lớn hiện nay là Gen Z ấy, thì rất là khó khăn. Và mình cũng nhìn được những cái nỗ lực của những người làm phim, những người làm nhạc, khi mà cũng có kết nối với các bạn trẻ để ra những cái góc khai thác như là Gen Z hát nhạc Trịnh như thế nào. Thì tôi ghi nhận tất cả những nỗ lực đó. Và thực sự là chúng ta không chỉ cần những bộ phim độc lập đi dự thi giải quốc tế, mà còn cần rất là nhiều những sự kiện điện ảnh là một cái cớ để mà người xem có thể bỏ những đồng tiền mình khó khăn mới tích lũy được trong thời gian này, bỏ thời gian để đi ra ngoài rạp. Dù thế nào thì tôi cũng rất là mong sẽ có những bộ phim có cái tầm vóc như em và Trịnh, như cách mà những người sản xuất ra bộ phim đó, những người phát hành ra bộ phim đó biết là khó nhưng vẫn làm, bởi vì chúng ta cần những sự kiện điện ảnh như thế, cần một lý do để người xem tiếp tục coi rằng việc đến rạp là một nhu cầu thiết yếu, chứ không hẳn là một cái nhu cầu mà xếp sau rất là nhiều những nỗi lo cơm áo gạo tiền của mùa hậu dịch. Thì đó chính là lý do mà tôi lựa chọn đây là bộ phim rất là quan trọng, không chỉ cho năm 2022 mà cho cả với thời kỳ điện ảnh hậu dịch. Và với em và Trịnh hay là Trịnh Công Sơn, đây là một tác phẩm lớn, đúng nghĩa một đại tác phẩm. Thành ra nó cũng sẽ là một cái kiểu phim mà chúng ta chỉ phù hợp để xem ở rạp hơn là trên các nền tảng VOD. Khi mà Kim Thanh thực hiện những cái cuộc trò chuyện hậu trường xung quanh em và Trịnh thì mới thấy rằng với những cái tác phẩm khác thì chỉ có một buổi thót duy nhất là có thể là tìm hiểu xong gần như là hậu trường của phim. Nhưng mà với em và Trịnh và Trịnh Công Sơn thì Kim Thanh đã thực hiện khoảng 5 buổi thót chia ra rất là nhiều chuyên đề về phía nam, về phía nữ, về phía tổng thể, về thiết kế mỹ thuật, rồi về xét bối cảnh, về âm nhạc. Và gần như là bao nhiêu đó thời gian vẫn cảm thấy chưa đủ để có thể là tìm hiểu cặn kẽ về bộ phim được. Và cho đến thời điểm này thì em và Trịnh cũng là bộ phim điện ảnh duy nhất của năm 2022 đạt đến mốc 100 tỷ. Cho nên thật sự đây là một tác phẩm rất là xứng đáng. Có lẽ tiếp tục chúng ta sẽ nói về Thanh Sói đi. Nếu như chị Trang cảm thấy em và Trịnh là một cái tác phẩm mà rất là quan trọng trong cái nền điện ảnh thương mại đi, thì em thấy Xanh Sói tương tự, bởi vì hai cái bộ phim thuộc hai cái thể loại khác nhau và nó cũng thể hiện được cái sự đầu tư khá là nhiều, từ tiền cho đến công sức và sự hy sinh, hay cũng như là cái dũng cảm khi mà chọn cho mình một cái thể loại mà vốn là nó, một là nó chưa nhiều ở Việt Nam, hai là nó chưa thành công ở Việt Nam. Thì cái dòng phim hành động ở trước nay Việt Nam mình cũng đã từng làm, cũng có một số phim làm hay, cũng có khá nhiều phim làm dở. Nhưng mà rõ ràng là từ Hai Phượng cho đến Thanh Sói thì đó là hai cái phim mà nó thể hiện rất là rõ cái chất hành động đúng của bộ phim hành động, đó là cảm xúc tạo ra từ những pha hành động, từ những cái cách hành động, từ các cách tổ chức hành động, hay là đặc biệt là cái bản sắc hành động của Việt Nam. Nó cũng cho khán giả trong nước và quốc tế thấy được một xíu ở trong hai bộ phim này. Cá nhân mình thì thấy bộ phim này là một phim rất là tốt và mình thích nó hơn Hai Phượng là bởi vì nó có nhiều cái sến hơn. Còn về nội dung thì Thanh Sói thì nội dung của nó cũng có nhiều lỗ hổng, nhưng mà cái quan điểm của mình từ đầu đó là xem một phim hành động thì nội dung của nó đơn giản thôi. Nếu mà nó quá phức tạp thì nó sẽ thành một cái bộ phim kiểu khác. Thành ra Thanh Sói nó lôi cuốn mình từ đầu tiên cho đến cuối luôn, bởi vì những pha hành động nó rất là đã. Và có những cái đoạn mà mình thấy được là đạo diễn, nhà sản xuất hay là diễn viên họ cố gắng tạo ra những cái không khí, những cái cách làm để mà nó đa dạng cái sự hành động trong phim, từ đánh đôi, đánh đơn hay cho đến cả cái đoạn đua xe, dù cái kỹ xảo của nó rất là giả nhưng mà mình cũng hiểu được là vì sao là phải có cái đoạn đó, hay là cái cách dựng song song hai cái đoạn đấu tay đôi ở cuối lồng vào nhau, nó đều tạo nên những cái cảm xúc rất là tốt. Và một phần nữa là bộ phim không có giấu cái việc là
họ học hỏi từ những cái bộ phim hành động khác trên quốc tế, cho nên là nó có rất là nhiều màu sắc của những cái bộ phim trong cái thể loại này. Trong đó ví dụ mình thấy là từ Mad Max cũng có một xíu nè, hay là John Wick, Harlequin Bird of Prey, hay là cái cả bộ phim Con Locker Girl, Phố Người Hoa của Hàn Quốc cũng có trong phim này luôn. Mình chỉ hơi tiếc là nếu mà được xem một cái bản đầy đủ thì không biết là nó sẽ có thêm những cái gì, mà theo như Ngô Hành Vân nói là nó sẽ dài đến 3 tiếng, còn với cái phiên bản mà 1 tiếng rưỡi hơn này thì nếu mà xét về mặt tổng thể, về những chi tiết thì nó vẫn còn bị nhiều chỗ bị nhanh, nhiều chỗ bị thiếu để nó tạo nên một cái tổng thể xuất sắc. Nhưng mà bản thân bộ phim này là một cái rất là hiếm hoi để nó ra được một cái chất lượng mà mình nghĩ là có thể không những tốt về cái thể loại của dòng phim này ở mặt bằng chung Việt Nam, mà nó còn so với các tác phẩm của thế giới thì nó cũng khá là chất lượng. Tiếp tục với lại Cô Gái Từ Quá Khứ nha. Thì ban đầu để mà chọn cái top 5 chứ, thì mình cũng hơi chật vật, bởi vì chỉ có 3 cái bộ phim nó nhảy lên liền thôi. 2 cái bộ phim sau thì kiểu như phải suy nghĩ thêm 2-3 vòng thì mới chọn được. Thì Cô Gái Từ Quá Khứ với Bảy Ngọt Ngào là nằm trong cái 2 cái top phim sau này. Đối với cá nhân mình thì hai anh Bảo Nhân và Nam Si Tô là một người rất là chăm chỉ và cố gắng trong cái việc là không chỉ xây dựng thương hiệu về điện ảnh cho mình trong nghề, mà còn thấy được là rất là nỗ lực trong việc nâng cao cái chất lượng làm phim của mình. Bởi vì hai anh làm rất nhiều việc, không chỉ đạo diễn mà còn những cái việc khác liên quan, cho nên là Cô Gái Từ Quá Khứ đối với mình, tuy là khi mà xem xong mình chưa cảm thấy thỏa mãn hoàn toàn, nhưng nó thể hiện được cái dũng cảm khi mà hai anh đã chọn bộ phim này để chứng minh cho khán giả cũng như là những người trong nghề thấy là mình đã có thể kết thúc cái thương hiệu Gái Già Lắm Chiêu mà mình đã từng tạo nên, trở thành một cái thứ nào rất gắn liền với Bảo Nhân và Nam Si Tô, là một cái thương hiệu về những bộ cánh lộng lẫy xa hoa, những người đẹp, những câu chuyện liên quan đến giới nhà giàu hay là showbiz, để mà chuyển tông sang một cái dòng phim mà khó làm hơn, đó là thriller. Và hai anh tuy là lần đầu tiên làm cái phim thriller, nhưng mà cái không khí làm thì mình đánh giá nó rất là tốt. Từ những cái cảnh nhỏ nhỏ cho đến tổng thể phim, nó đều toát lên được cái không khí của cái bộ phim này. Điều đáng tiếc duy nhất của phim đó chính là kịch bản nó chưa đủ nhiều chất liệu để mà bộ phim có thể chạm tới cái ngưỡng mà sướng nhất của dòng phim này thôi. Nhưng mà về tổng thể thì đây là một phim đánh giá được cái chất lượng thay đổi bản thân, để chứng tỏ được cái sự yêu nghề của hai đạo diễn cũng như là cả hai diễn viên là Cathy Nguyễn với lại Nguyên Lan Ngọc. Mình cũng thấy được là họ lăn xả cho vai diễn, cố gắng thoát ra khỏi những cái mà đã đóng khung mình hay là những cái cản trở mình trên cái con đường sự nghiệp diễn viên này. Kim Thanh nói thêm là với Cô Gái Từ Quá Khứ thì cho thấy là một cái sự lên tay đúng nghĩa của Bảo Nhân và Nam Si Tô. Bởi vì cái loạt Gái Già Lắm Chiêu thì càng ngày mình càng thấy là Bảo Nhân với Nam Si Tô gần như là chững lại. Và mình cảm thấy e dè nếu mà cứ như thế thì không biết là hai đạo diễn tay ngang này liệu có thể phát triển tiếp tốt hơn ở vai trò của mình hay không. Nhưng mà may quá Cô Gái Từ Quá Khứ cho thấy là họ không ngừng học hỏi và nâng cao tay nghề của mình. Một cái điểm chưa tốt nữa ở trong Cô Gái Từ Quá Khứ đó là việc cả hai đạo diễn đã quá là tham trong cái việc kết nối giữa các vũ trụ với nhau, giữa các phần trước và phần sau, khiến cho background của cái nhân vật trong Cô Gái Từ Quá Khứ nó có vẻ là khá là mâu thuẫn với những cái bộ phim trước đó. Vừa dàn chính vừa dàn phụ cuối cùng thực sự là mình cũng không biết đó là một cái nhân vật cụ thể như thế nào và bước ra từ vũ trụ nào. Nhưng mà với tư cách thôi mình xem nó là một cái tác phẩm độc lập thì nó cũng được như là Thọ vừa nói. Tính ra thì mình thấy là cả Cô Gái Từ Quá Khứ với Thanh Sói sẽ đều giống nhau ở cái việc là phải giải quyết cái bài toán thương hiệu cho những cái đã thành công. Và ở Việt Nam thì cái việc mà phát triển những tác phẩm tiếp theo của cái thương hiệu lớn thì vốn nó chưa có phải là một cái gì đó quá dễ dàng hay là đã làm nhiều. Cho nên hai bộ phim này cũng có thể xem là họ đang rất cố gắng và cũng có hiệu quả trong việc là giải cái bài toán đó. Còn một bộ phim nữa là Bảy Ngọt Ngào, chắc Phúc nói ha. Và Phúc xin được phép kết thúc danh sách top 5 phim hay của năm 2022 với bộ phim Bảy Ngọt Ngào. Thì thật ra mà nói là với kịch bản của Bảy Ngọt Ngào thì thực sự là Phúc chưa đánh giá cao lắm. Tại vì là một kịch bản nó khá là dập khuôn với nhiều bộ phim đã ra mắt trước đó rồi. Giống như mình đã có những cái bộ phim ở Hollywood, ví dụ như là John Tucker Must Die, hay là trước đó chúng ta Việt Nam cũng đã có là phim Cô Dâu Đại Chiến, và cả phim Trung Quốc mình cũng có một phim là Sophie Revenge. Thì phim này cũng vậy, cũng là mô típ những người phụ nữ đi trả thù. Nhưng mà cái mà bộ phim làm tốt nhất chính là
Đinh Hoàng Yên Thư hiểu được những cái hạn chế của mình khi mà lần đầu làm điện ảnh. Và việc mà cô kể một cái câu chuyện rất nhanh, rất đơn giản và rất là dễ cuốn người xem vào cái nhịp độ căng thẳng đó thì là đã tạo ra cái thành công cho bộ phim. Và bộ phim đã có một cái cú lội ngược dòng rất là ấn tượng từ hồi đầu năm, bằng việc là ban đầu ra chúng ta nghĩ là bộ phim nhiều khi là đã không thể đạt được cái thành công như vậy, nhưng mà càng về sau cái sức hút của phim càng lớn và trở thành một trong những bộ phim ăn khách nhất của năm. Bộ phim này đã chứng tỏ một điều là nếu như cái gì mà chúng ta thấy khó quá thì chúng ta hãy cố gắng đừng có làm nó, tại vì nó không vừa sức với mình. Và đây là một bộ phim vừa sức và rất là dễ xem, nên thành ra đây là một cái bộ phim mình nghĩ là nó không quá hay nhưng mà nó lại làm tốt những cái yêu cầu đã đề ra cho một cái sản phẩm này. Cũng đúng là khá là tiếc, thêm cái phần kết của bộ phim có vẻ hơi bị dư thừa. Nếu mà bỏ cái phần kết ra thì bộ phim nó sẽ còn tốt hơn nữa. Nhưng mà dù sao với góc độ là một cái tác phẩm đầu tay của một đạo diễn MV thì Kim Thanh cho rằng đây là một cái tác phẩm thực sự rất là đáng ghi nhận. Mà kể cả so với nhiều đạo diễn điện ảnh khác thì cái bộ phim này nó có chất lượng cũng tốt hơn nữa.